Ông Zelensky kêu gọi Pháp, Đức viện trợ tiêm kích hiện đại. Tổng thống Zelensky cho rằng Pháp, Đức có khả năng thay đổi cục diện chiến sự Ukraine nếu không ngần ngại cung cấp tiêm kích và vũ khí tầm xa. Chúng tôi có rất ít thời gian, tôi đang đề cập đến những vũ khí cần cho hòa bình và chấm dứt cuộc chiến do Nga phát động. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc họp báo với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Paris hôm 8 tháng 2. Chúng tôi có rất ít thời gian, tôi đang đề cập đến những vũ khí cần thiết cho hòa bình và chấm dứt cuộc chiến do Nga phát động. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc họp báo với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Paris hôm 8 tháng 2. Ông Zelensky đến Paris dự kiện chiêu đãi cùng lãnh đạo Pháp và Đức sau khi thăm Anh. Tổng thống Ukraine sẽ đến thủ đô Bruxelles của Bỉ trong ngày 9 tháng 2 để tham gia hội nghị thượng đỉnh của các lãnh đạo châu Âu. Pháp và Đức có khả năng trở thành những bên thay đổi cuộc chơi, đó là những gì tôi thấy trong cuộc đối thoại hôm nay. Chiến sự sẽ sớm kết thúc khi chúng tôi tiếp nhận vũ khí hạng nặng tầm xa và phi công được trang bị tiêm kích hiện đại, Tổng thống Ukraine phát biểu. Tổng thống Macron nói rằng các vấn đề tác chiến được thảo luận trong tiệc chiêu đãi, nhấn mạnh Paris và Berlin sẽ duy trì ủng hộ quân sự để Kiev giành chiến thắng. Thủ tướng Scholz cũng đề cập vị thế của Ukraine khi tuyên bố quốc gia này thuộc về gia đình châu Âu. Sau khi các nước phương Tây cam kết cung cấp xe tăng chủ lực, Ukraine đang thúc giục họ chuyển giao tiêm kích chuẩn NATO. Tuy nhiên, Mỹ và một số nước châu Âu, trong đó có Đức, vẫn từ chối do lo ngại nguy cơ leo thang căng thẳng với Nga. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông Zelensky kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự. Hồi tháng 12 năm 2022, Tổng thống Ukraine đã đến Mỹ và phát biểu trước Quốc hội nước này, kêu gọi phương Tây duy trì dòng chảy vũ khí và viện trợ tới Ukraine. Trên đường từ Mỹ về Ukraine, ông Zelensky dừng chân ở Ba Lan và gặp Tổng thống Andrzej Duda. Bộ Quốc phòng Nga trong thông báo mới nhất cho biết, tại hướng Kupyansk, các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa lực lượng và khí tài của các lữ đoàn cơ giới 14 và 92 của quân Ukraine. Tại đây, Ukraine mất 50 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới và 1 khẩu lựu pháo D-30. Tại hướng Liman, tỉnh Donetsk, Nga đã tiêu diệt hơn 100 binh sĩ Ukraine và nhiều khí tài quan trọng của các đơn vị Kiev thuộc Sư đoàn Cơ giới 66, Sư đoàn Dù 25, Sư đoàn Dù 95. Riêng ở Donetsk, quân đội Nga đã phá hủy thêm 4 xe chiến đấu bọc thép, 1 xe chiến đấu được trang bị pháo phản lực phóng loạt Grad và 1 lựu pháo M-Stab. Tổng cộng trong ngày qua, phía Nga đã tấn công 86 đơn vị pháo binh, nhân lực và khí tài của Ukraine ở 139 khu vực khắp mọi mặt trận. Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cáo buộc giới chức Ukraine tiếp tục đe dọa dân thường ở các khu vực mới của Nga. 4 tỉnh ly khai khỏi Ukraine được Nga sáp nhập hồi cuối năm 2022, bao gồm Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia. Ông nói rằng quân Ukraine đã tấn công các khu dân cư, bệnh viện ở các khu vực đó. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhận định Mỹ và các đồng minh đang cố gắng kéo dài cuộc xung đột càng lâu càng tốt. Để làm được điều này, họ đã bắt đầu cung cấp vũ khí tấn công hạng nặng, công khai kêu gọi Ukraine tấn công lãnh thổ của chúng tôi. Trên thực tế, những bước đi như vậy đang kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và có thể dẫn mức độ leo thang khó lường. Trong khi đó, ông Shoigu vẫn khẳng định quân đội Nga tiếp tục nghiền nát tất cả vũ khí và thiết bị mà phương Tây cung cấp cho Kiev trên cả tuyến đường vận chuyển và ở tiền tuyến. Sau phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia đưa ra nhận định chiến sự tại Ukraine sẽ kết thúc khi các nước phương Tây chấm dứt cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga. Ở phía bên kia chiến tuyến, Ukraine vừa bất ngờ tổ chức một cuộc phản công lớn ở khu vực ngoại ô Bakhmut, đồng thời cho rằng Nga đã tăng quân dọc chiến tuyến này lửa này. Trong bối cảnh lực lượng vũ trang Ukraine đã gửi thêm ít nhất một tiểu đoàn tác chiến của họ tới Bakhmut, Bộ Tổng tham mưu tại Kiev đã quyết định mở một cuộc phản công bất ngờ và chiếm một số khu vực phía tây khu dân cư nói trên. Phía Nga cáo buộc trong khi giao tranh, ngoài những vũ khí hạng nặng như pháo 155mm hay tên lửa đạn đạo chiến thuật Toshka-U, quân đội Ukraine đã sử dụng đạn chùm gây sát thương diện rộng. Đây là loại vũ khí bị cấm vì mức độ nguy hiểm đối với dân thường. Trên toàn chiến tuyến, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo, trong ngày vừa qua, lực lượng Ukraine đã hạ 1.030 binh sĩ Nga. Ngoài ra, 14 xe tăng, 28 phương tiện chiến đấu bọc thép và các hệ thống pháo của Nga cũng bị lực lượng Ukraine phá hủy trong 24 giờ. Theo quân đội Ukraine, Nga đang tập hợp lại lực lượng và tiếp tục các chiến dịch tấn công trên 5 mặt trận. Thông báo của quân đội Ukraine nêu rõ, đối phương tiếp tục tập hợp lại trên một số mặt trận. Họ đang tập trung nỗ lực chính vào việc tiến hành các chiến dịch tấn công trên các mặt trận Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka. Ukraine đánh giá Nga chuẩn bị đánh lớn để kỷ niệm 1 năm chiến dịch quân sự. Ông Oleksiy Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cho biết, Kiev nhận định Nga chọn mục tiêu phản công là các khu vực phía đông bắc Kharkov hoặc nam Zaporizhia để giành lại thế chủ động trong chiến sự. Theo ông, các lực lượng Nga đang thăm dò hệ thống phòng thủ của Kiev ở những khu vực trên. Các quan chức hàng đầu của Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky, cảnh báo Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn để đánh dấu một năm chiến dịch đặc biệt Nga phát động. Mới đây, người đại diện căn cứ không quân Andrews ở Maryland, nơi chứa chuyên cơ không lực 1 của Tổng thống Mỹ, cho biết đã phát hiện một kẻ lạ mặt đột nhập vào khu vực này. Theo thông báo trên mạng xã hội Twitter, đại diện căn cứ này cho hay, vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa mùng 6 tháng 2, một người đàn ông đã xâm nhập trái phép khu vực nhà ở tại căn cứ. Một người trong khu nhà đã nổ súng đáp trả hành vi trên. Lực lượng an ninh nhanh chóng đến hiện trường, bắt giữ kẻ đột nhập. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Theo tuyên bố, không có ai bị thương và không có tài sản nào bị hư hại trong vụ đột nhập trên. Đây không phải là trường hợp đầu tiên xâm nhập trái phép căn cứ không quân Andrews. Tháng 3 năm 2022, hai người lái xe ô tô đã tìm cách đột nhập vào căn cứ này khi Phó Tổng thống Kamala Harris và một số quan chức Mỹ đang ở đó. Kết quả, một người đàn ông có vũ trang đã bị bắt giữ. Căn cứ Andrews là một cơ sở quân sự nằm ở quận Prince George, Maryland và thuộc sở hữu của lực lượng không quân Mỹ. Căn cứ này là nơi chứa hai máy bay loại Boeing VC-25 mang tên không lực 1 của Tổng thống Mỹ. Vừa qua, người được chỉ định sống sót khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc thông điệp liên bang đã chính thức lộ diện. Người được chỉ định sống sót được xem là nhân vật có tầm quan trọng lớn, bởi đây là quan chức không có mặt trong tòa nhà Quốc hội Mỹ khi Tổng thống phát biểu. Người này sẽ kế vị Tổng thống trong trường hợp thảm họa xảy ra. Bộ trưởng Lao động Mỹ Marty Walsh đã được chỉ định làm người sống sót khi Tổng thống Joe Biden đọc thông điệp liên bang năm nay. Theo đài truyền hình CNN, Bộ trưởng Walsh dự kiến rời khỏi chức vụ trong chính quyền Tổng thống Biden ngay sau khi được mời làm việc trong Liên đoàn Lao động cho nhóm các vận động viên khúc côn cầu chuyên nghiệp. Thông tin này sẽ không được thông báo cho đến khi Tổng thống Biden phát biểu xong thông điệp liên bang. Người được chỉ định sống sót là quan chức không có mặt trong tòa nhà Quốc hội Mỹ khi Tổng thống phát biểu. Người này sẽ kế vị Tổng thống trong trường hợp thảm họa xảy ra. Năm ngoái, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo là người được chỉ định làm người sống sót khi Tổng thống Biden đọc thông điệp liên bang đầu tiên của mình. Bộ trưởng Gina đã được đưa đến một địa điểm bí mật, đảm bảo an toàn và cách xa đồi Capitol. Theo hiến pháp quốc gia, nghi thức tìm một người sống sót được chỉ định khi Tổng thống đọc thông điệp liên bang bắt đầu từ những năm 1950, do lo ngại về một cuộc tấn công hạt nhân trong chiến tranh lạnh. Nhưng chính phủ liên bang đã không công khai tên người sống sót được chỉ định cho đến năm 1981. Lúc đó, Bộ trưởng Giáo dục Tara Bell dưới thời Tổng thống Ronald Reagan đảm nhận vị trí này. Mặc dù không được biết đến nhiều, nhưng theo Trung tâm Hiến pháp Quốc gia, người sống sót được chỉ định cũng đã được sử dụng trong lễ nhậm chức hay khi Tổng thống phát biểu trong các phiên họp chung của Quốc hội. 9 giờ ngày 8 tháng 2 theo giờ Hà Nội, Tổng thống Biden bắt đầu trình bày thông điệp liên bang trước một Quốc hội bị chia rẽ, trong bối cảnh Đảng Cộng Hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 năm 2022. Trong thông điệp liên bang trình bày trước Quốc hội Mỹ vào sáng nay, ngày 8 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tập trung nêu bật những thành tựu kinh tế và các vấn đề đối nội, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết lưỡng đảng, phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Mỹ. Trong thông điệp liên bang kéo dài hơn 1 giờ, Tổng thống Biden đã nêu bật thành tựu kinh tế trong 2 năm qua với tỷ lệ việc làm tăng vọt trong khi lạm phát giảm. Ông kêu gọi Quốc hội thông qua mức thuế thu nhập tối thiểu đối với các tỷ phú, cùng hợp tác để tái thiết kinh tế và đoàn kết đất nước. Theo Tổng thống Biden, các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa đang kìm hãm nền kinh tế nước này khi yêu cầu cắt giảm chi tiêu chính phủ như một điều kiện để dỡ bỏ mức giới hạn nợ công và tránh vỡ nợ. Đề cập đến cuộc khủng hoảng khí hậu, ông Biden gọi đây là mối đe dọa hiện hữu và nước Mỹ đang giải quyết thách thức này. Về vấn đề đối ngoại, Tổng thống Biden tuyên bố nước này sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc, mong muốn cạnh tranh chứ không xung đột. Tuy nhiên, ông Biden cũng cho biết Washington sẽ có hành động nếu an ninh bị đe dọa. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Bài thông điệp liên bang năm nay của Tổng thống Biden đã nỗ lực kêu gọi sự đoàn kết lưỡng đảng, đồng thời làm nổi bật những thành tựu của chính quyền Biden trong thời gian qua. Đúng như dự đoán của giới chuyên gia, nội dung chính trong bài thông điệp liên bang tập trung nhiều hơn vào các vấn đề đối nội, đặc biệt là những việc đã làm được của chính quyền Biden, như con số tăng trưởng việc làm đáng ấn tượng, tỷ lệ lạm phát, những đạo luật mà Tổng thống đã ký ban hành về Medicare hay kiểm soát súng đạn, và cũng đề cập đến cuộc chiến Nga-Ukraine và cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Dư luận Mỹ cho rằng Tổng thống Biden đã trình bày khá đầy đủ và toàn diện về những vấn đề đối nội và đối ngoại của nước Mỹ, trong đó đề cao sự đoàn kết lưỡng đảng và đoàn kết sức mạnh Mỹ. Kiều Trang, Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington DC, Mỹ. Quay trở lại với các tin tức liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Theo một cuộc thăm dò dư luận được công bố ngày 6 tháng 2 vừa qua, cứ 10 thành viên Đảng Cộng hòa của Mỹ thì có tới 4 người muốn Mỹ làm mọi thứ để giải quyết nhanh chóng xung đột ở Ukraine, thậm chí cả khi điều đó khiến nước này phải đưa ra một vài nhượng bộ trước Nga. Trong cuộc khảo sát do Gallup tiến hành, khi những người tham gia được hỏi họ muốn Mỹ làm gì trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, 31% cho rằng họ muốn Washington nhanh chóng kết thúc xung đột, thậm chí cả khi Nga tiếp tục kiểm soát lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, 65% những người tham gia khảo sát tin rằng Mỹ nên ủng hộ Ukraine giành lại lãnh thổ, thậm chí cả khi xung đột kéo dài. Kết quả này khá giống với những cuộc khảo sát tương tự được tiến hành vào tháng 8 năm 2022. 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine gồm các nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, cùng với Zaporizhia và Kherson, đã bỏ phiếu gia nhập Nga trong một cuộc trưng cầu ý dân vào mùa thu năm 2022. Ukraine vẫn tuyên bố chủ quyền với các vùng lãnh thổ trên cũng như với Crimea, vùng lãnh thổ được sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu ý dân. Theo cuộc khảo sát của Gallup, 41% thành viên Đảng Cộng hòa muốn xung đột nhanh chóng kết thúc, ngay cả khi điều đó cho phép Nga tiếp tục kiểm soát lãnh thổ của Ukraine. Trái lại, 53% những người được hỏi cho rằng họ ủng hộ Kiev tiến công giành lại các vùng lãnh thổ trên, mặc dù thừa nhận chính sách này sẽ kéo dài xung đột. Tỷ lệ này ở Đảng Dân Chủ là 81%. Nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa cũng có xu hướng cho rằng Mỹ đang làm quá nhiều để hỗ trợ Ukraine, với tỷ lệ là 47%, trong khi ở Đảng Dân Chủ, tỷ lệ này chỉ là 10%. Nhìn chung, 28% người Mỹ tin rằng Washington đang cung cấp cho Ukraine quá nhiều hỗ trợ, trong khi 30% cho rằng những gì Washington đang làm vẫn chưa đủ. Số người hài lòng với mức độ hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine là 39%. Cuộc khảo sát của Gallup được công bố sau khi báo chí Thụy Sĩ dẫn các nguồn tin cho biết vào tuần trước rằng Giám đốc CIA William Burns đã đề xuất cho Nga một thỏa thuận lãnh thổ hòa bình. Tuy nhiên, Nhà Trắng, CIA và Điện Kremlin đều phủ nhận về việc đề xuất trên được đưa ra. Moscow đã nhiều lần khẳng định nước này sẵn sàng đàm phán với Kiev, nhưng chỉ khi Ukraine công nhận thực tế, trong đó có tình trạng mới của 4 vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức vừa có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev của Ukraine, giữa lúc Berlin và đồng minh hứa hẹn cung cấp ít nhất 100 xe tăng Leopard 1 cho chính quyền Tổng thống Zelensky. Trong khi đó, Trung Quốc lại lên tiếng bày tỏ quan ngại về vấn đề này. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov vừa đăng tải trên Twitter bức ảnh chụp cùng Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, trong tay cầm mô hình của chiếc xe tăng Leopard. Ông Reznikov viết, "Cảm ơn đồng nghiệp của tôi, Boris Pistorius và những người dân Đức. Liên minh xe tăng sẽ đi tới chiến thắng." Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận bức ảnh được chụp ở thủ đô Kiev của Ukraine. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Đức, Hà Lan và Đan Mạch cho biết Ukraine sẽ nhận được ít nhất 100 xe tăng Leopard 1 từ 3 nước này trong những tháng tới. Trong tuyên bố chung, họ cũng tuyên bố sẽ cung cấp cho Kiev sự huấn luyện và hỗ trợ hậu cần cần thiết. Đây là một phần của sáng kiến Leopard mới do Đức, Hà Lan và Đan Mạch thỏa thuận nhằm hỗ trợ Ukraine. 3 đối tác cho biết Bỉ cũng thể hiện sự quan tâm ban đầu về tham gia sáng kiến. Chuyến thăm của ông Pistorius và cam kết hỗ trợ xe tăng mới diễn ra 2 tuần sau khi Đức đồng ý cung cấp 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Berlin cũng cho phép các quốc gia phương Tây gửi xe tăng do Đức sản xuất từ kho dự trữ của họ tới Ukraine. Tuy nhiên, cam kết cụ thể về cung cấp xe tăng của các quốc gia còn khá ít. Ba Lan cam kết cung cấp 14 xe tăng Leopard 2A4, Canada gửi 4 chiếc, trong khi Na Uy, Phần Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tham gia nhưng không nêu con số cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết những chiếc xe tăng Leopard đầu tiên có thể đến Ukraine vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Trong một diễn biến có liên quan, mới đây Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về việc vũ khí hạng nặng liên tục đổ vào chiến trường Ukraine, cho rằng một số quốc gia không chân thành thúc đẩy đàm phán. Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn phát biểu của đại sứ nước này tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với Ukraine hồi đầu tuần, trong đó kêu gọi tất cả các nước ưu tiên vấn đề nhân đạo và giúp sớm chấm dứt xung đột. Đại sứ Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan phải chú ý đến lợi ích của người dân, cố gắng thúc đẩy các bên xung đột nối lại đàm phán, chấm dứt chiến sự. Giữa lúc xung đột với Ukraine vô cùng căng thẳng, Nga đã ra lệnh đại tu hầm tránh bom trên toàn quốc. Về đại tu mạng lưới hầm tránh bom của Nga diễn ra trong bối cảnh Điện Kremlin cảnh báo về nguy cơ xung đột hạt nhân và giao tranh ở Ukraine lan vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Theo tờ Thời báo Moscow, các hầm tránh bom trên khắp nước Nga đang được kiểm tra và sửa chữa một cách có hệ thống, theo lệnh của Điện Kremlin, nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng xuống cấp từ thời Liên Xô của nước này. Nhiều trong số hàng nghìn bong ke, hầm được gia cố và những nơi ẩn náu an toàn khác của Nga đã bị phá hủy trong nhiều thập kỷ. Nhưng khi cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài, chính quyền địa phương dường như đang chi hàng trăm triệu rúp để khôi phục chúng. Việc đại tu mạng lưới hầm tránh bom của Nga diễn ra trong bối cảnh Điện Kremlin cảnh báo về nguy cơ xung đột hạt nhân và nguy cơ cuộc xung đột tại Ukraine lan dần về các vùng trung tâm của Nga. Đặc biệt, ba cuộc tấn công vào các căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga hàng trăm km vào tháng 12 năm ngoái, được cho là do máy bay không người lái của Ukraine thực hiện. Trong khi các quan chức Nga chưa tuyên bố công khai nỗ lực nâng cấp các hầm tránh bom trên toàn quốc, thì những nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm đại tu mạng lưới phòng thủ dân sự của họ đã được thông báo rộng rãi trong nhiều tháng. Nguồn tin trên dẫn lời 4 quan chức hiện tại và trước đây của Nga xác nhận rằng việc nâng cấp đang diễn ra theo lệnh của chính phủ Moscow. Việc kiểm tra và sửa chữa bắt đầu sau khi xung đột với Ukraine nổ ra và sẽ tiếp tục trong năm nay. Điện Kremlin cũng từng ban hành sắc lệnh yêu cầu một số khu vực ở miền Tây nước Nga chuẩn bị cho xung đột quân sự tiềm tàng ở mức báo động cao. Dữ liệu nguồn mở và các nguồn tin của tờ Thời báo Moscow cho thấy quá trình này ở các mức độ khác nhau đang thực sự diễn ra trên khắp cả nước.